Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình gửi đến các bạn hai ván đấu rất hay của nữ kỳ thủ Việt Nam Ngô Lan Hương tại đấu trường châu Á. Đối thủ của chị là hai kỳ thủ rất mạnh Trí Điền Thái Ca của Nhật Bản và kỳ thủ rất nổi tiếng của Trung Quốc Trần Lệ Thuần. Mời các bạn thưởng thức hai ván đấu. Biên bản ván 1 Trí Điền Thái Ca.吃鸡
吃。 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 将军。 将军抽击。 Mã 6 thôi 7 chiếu tướng bắt xe. Chơi đến đây, nữ kỳ thủ Nhật Bản Trí Điền Thái Ca đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn thưởng thức ván thứ hai Trần Lệ Thuần rất mạnh của Trung Quốc. Một ván thắng có lẽ may mắn nhất sự nghiệp của kỳ thủ Ngô Lan Hương.
吃鸡。吃。吃。吃。吃。将军。吃。吃。吃。吃。主帅。将军抽筋。
Giang Jun. Giang Jun. Hò xiang. Pháo 3, thối 2, ăn xe. Chơi đến đây, nữ kỳ thủ Trần Lệ Thuần đã buông cờ nhận thua. Một ván thắng rất may mắn của nữ kỳ thủ Việt Nam. Các bạn vừa xem xong hai ván cờ của Ngô Lan Hương. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.